Ngày 20 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có công văn đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu cá BV99778TS bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm trên vùng biển Côn Đảo. Tai nạn nghiêm trọng trên biển, tàu cá bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm. Điều tra vụ bệnh nhân tử vong bất thường tại phòng khám tư ở Buôn Ma Thuột. Phó chủ tịch xã lập hồ sơ khống cấp bì đỏ cho vợ. Vụ mái ấm hoa hồng, chỉ đạo kiểm điểm xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan. Tai nạn nghiêm trọng trên biển, tàu cá bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm. Ngày 20 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có công văn đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu cá BV99778TS bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm trên vùng biển Côn Đảo. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9, đồn biên phòng Côn Đảo tiếp nhận tin báo về việc tàu cá BV99778TS do ông Phạm Văn Tốt, ngụ tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng. Trong lúc đang hành nghề đánh bắt trên vùng biển cách Côn Đảo khoảng 20 hải lý về hướng Đông Nam, thì bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm. Khi đó, toàn bộ 14 ngư dân trên tàu cá rơi xuống biển. Ngoài ra, trên tàu đang chứa khoảng 20.000 lít dầu DO. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, hai tàu cá của ngư dân đang đánh bắt gần khu vực này đã cứu vớt thành công 12 ngư dân đưa về bờ an toàn. Trong đó, một người bị đứt lìa 1/3 trên cẳng chân trái, được đưa vào Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo cấp cứu, sức khỏe ổn định. Hiện vẫn còn hai ngư dân mất tích. Tại hiện trường, các lực lượng chức năng cùng hai tàu cá ngư dân cùng một tàu hàng khác tìm kiếm gần khu vực bị nạn. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn trên biển theo dõi, xử lý vụ việc, phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo huy động tàu cá địa phương, các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát, phát hiện, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích. Ngoài ra, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, Sở Tài nguyên và Môi trường, xem xét khả năng xảy ra sự cố tràn dầu, có phương án xử lý bơm hút dầu, tránh dầu tràn ra môi trường biển. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu chủ động có phương án hỗ trợ phối hợp tìm kiếm người mất tích, theo dõi vụ việc, phối hợp với các bên có liên quan để tổ chức điều tra tai nạn hàng hải theo quy định của pháp luật. Điều tra vụ bệnh nhân tử vong bất thường tại phòng khám tư ở Buôn Ma Thuột. Chiều tối 20 tháng 9, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang điều tra vụ việc một bệnh nhân tử vong bất thường tại một phòng khám tư nhân. Nạn nhân được xác định là ông Y Húc Nia, 40 tuổi, được xác định tử vong và ngành chức năng đang xác định nguyên nhân. Theo người nhà bệnh nhân, chiều tối cùng ngày, gia đình ông Y Húc nghe tin ông được đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và đã tử vong. Thi thể ông Y Húc được đưa về nhà xác bệnh viện, chờ ngành chức năng đến điều tra nguyên nhân. Rất đông người nhà của ông Y Húc sau đó đã có mặt ở bệnh viện chờ ngành chức năng điều tra, xử lý để đưa thi thể ông về lo hậu sự. Trong lúc chờ đợi, người thân của ông Y Húc rất đau buồn vì cái chết bất ngờ của ông. Bà Hờ Diên, em vợ của ông Y Húc cho biết, chiều cùng ngày, nạn nhân lên thành phố Buôn Ma Thuột để đáo hạn ngân hàng. Khi đi, anh tôi rất khỏe mạnh, bỗng dưng đột ngột tử vong. Chúng tôi chỉ mới biết anh ấy mất vì sốc thuốc, chưa rõ nguyên nhân cụ thể. Mong cơ quan chức năng làm rõ cái chết khuất tất của anh ấy, bà Hờ Diên nói. Liên quan đến ca tử vong bất thường này, ngoài Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế Đắk Lắk cũng đã có mặt, lập biên bản ghi nhận sự việc. Sở Y tế Đắk Lắk cũng sẽ kiểm tra toàn bộ quy trình dẫn đến việc bệnh nhân tử vong để thông tin đến người nhà. Gia đình nạn nhân yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ việc. Người nhà tử vong bất thường tại phòng khám tư ở Buôn Ma Thuột. Bác sĩ Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, xác nhận Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Y tế Đắk Lắk đã có mặt, làm việc liên quan đến ca tử vong của bệnh nhân. Theo ông Võ Minh Thành, bệnh nhân Y Húc vào viện vào khoảng 17 giờ. Trong tình trạng đã không còn thở, tim không còn đập. Bệnh nhân tử vong ngoài trước khi đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện, nên chúng tôi đã phải mời công an, Sở Y tế để lập biên bản ghi nhận sự việc. Theo hồ sơ, bệnh nhân Y Húc trước khi vào bệnh viện đã đến thăm khám tại phòng khám đa khoa Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đưa vào bệnh viện, bệnh nhân đã tử vong mà không có thân nhân, nên chúng tôi phải mời ngành chức năng làm việc, ông Võ Minh Thành cho biết. Đến tối cùng ngày, ghi nhận tại phòng khám đa khoa Đắk Lắk, công an đã có mặt tại đây.
Tuy nhiên phòng khám vẫn im lìm và khóa chặt, dù xe bán tải của nạn nhân vẫn đậu phía trước. Một thời gian sau, nhân viên bảo vệ của phòng khám xuất hiện, mở cửa để lực lượng chức năng vào làm việc. Tuy nhiên, người đại diện phòng khám đa khoa Đắk Lắk chưa có mặt. Phó chủ tịch xã lập hồ sơ khống cấp bìa đỏ cho vợ. Ngày 21 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đặng Ngọc Luyến, sinh năm 1970, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, ông Luyến hiện là phó giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ huyện Vị Xuyên, Hà Giang, bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kết quả điều tra xác định năm 2014, xã Trung Thành thực hiện nhiệm vụ xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân để phục vụ chương trình phát triển cây cao su. Ông Luyến lúc đó giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Thành, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn xét duyệt hồ sơ, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để lập khống hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 21,8 hectare đất rừng sản xuất cho vợ là bà Nguyễn Thủy Tiên. Hành vi của ông Luyến đã gây thiệt hại về tài sản của nhà nước với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Tiếp đó, từ năm 2019 đến nay, gia đình ông Luyến đã góp vốn với công ty cao su Hà Giang bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên và hưởng lợi số tiền trên 105 triệu đồng. Vụ máy ấm hoa hồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo quận 12 kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan. Ngày 20 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy đã giao Ủy ban Nhân dân quận 12 khẩn trương rà soát, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong quản lý nhà nước để xảy ra vụ việc bạo hành trẻ trên địa bàn nếu có. Ủy ban Nhân dân quận 12 báo cáo kết quả cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua Sở Nội vụ trong tháng 9 năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 103/2017 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật về chăm sóc thay thế, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, kịp thời xử lý nghiêm minh khi phát hiện có sai phạm. Trước đó, từ phản ánh về tình trạng bạo hành trẻ tại mái ấm Hoa Hồng, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Đến nay, công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, sinh năm 1978 và Diệp Ngọc Tuyền, sinh năm 1977 về tội hành hạ người khác. Bà Cẩm và bà Tuyền là hai bảo mẫu làm việc ở mái ấm Hoa Hồng. Cơ sở trợ giúp xã hội mái ấm Hoa Hồng được thành lập theo quyết định 917 ngày 7 tháng 7 năm 2023 của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 12, do bà Giáp Thị Sông Hương, sinh năm 1974, trực tiếp quản lý. Cơ sở có 12 nhân viên bảo mẫu và 2 nhân viên lái xe. Sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân quận 12 đã đình chỉ thu hồi giấy phép hoạt động của mái ấm Hoa Hồng. Các trẻ tại mái ấm Hoa Hồng đã được đưa đến nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình và làng thiếu niên Thủ Đức chăm sóc, nuôi dưỡng. Tìm phương án tốt nhất cho 14 trẻ em ở tu viện Minh Đạo. Ngày 20 tháng 9, bà Nguyễn Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cho biết toàn tỉnh hiện có 35 cơ sở nuôi dưỡng đối tượng là người cao tuổi và trẻ em. Các cơ sở này chủ yếu thuộc các tổ chức tôn giáo, 29 trên 35 cơ sở và tập trung nhiều nhất tại địa bàn thị xã Phú Mỹ, 18 trên 35 cơ sở. Thời gian qua, mặc dù tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội làm các thủ tục thành lập theo quy định của pháp luật, tuy nhiên đến nay vẫn còn 17 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, thành lập từ những năm trước đây, chưa được cấp phép thành lập theo quy định của pháp luật, trong đó có tu viện Minh Đạo do tu sĩ Võ Tiến Dũng, pháp danh Thích Minh Đạo trụ trì. Ngày 16 tháng 8, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có công văn đề nghị thẩm tra tính pháp lý nuôi dưỡng trẻ tại tu viện Minh Đạo. Vì vậy, ngày 9 tháng 9, tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa,
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Phú Mỹ chủ trì, cùng tham dự có Phòng Nội vụ, Công an thị xã, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa đã làm việc với ông Võ Tiến Dũng và 10 gia đình có trẻ em đang nuôi dưỡng tại tu viện Minh Đạo. Tại buổi làm việc này, Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã công bố văn bản chấp thuận nguyện vọng hoàn tục của ông Võ Tiến Dũng, nên hiện nay ông Dũng đã không còn là tu sĩ chủ trì tu viện Minh Đạo. Vì vậy, Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp nhận quản lý tu viện Minh Đạo. Sau buổi làm việc, trong ngày 9 tháng 9, đã có 7 trẻ em được gia đình đón về nuôi dưỡng. Trong thời gian chờ bàn giao cơ sở vật chất của tu viện cho Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp quản, 14 trẻ em còn lại đang tiếp tục được ông Võ Tiến Dũng chăm sóc tại tu viện. Do ông Võ Tiến Dũng chưa được cấp phép thành lập cơ sở bảo trợ theo quy định của pháp luật, đồng thời để trẻ em được nuôi dưỡng và chăm sóc tốt nhất theo quy định của pháp luật, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ ban hành văn bản đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh chỉ đạo Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Trẻ em tỉnh phối hợp để tiếp nhận nuôi dưỡng 14 trẻ, trong đó có 9 trẻ em bị bỏ rơi và 5 trẻ em gia đình gửi nhưng không liên hệ được tại trung tâm. Được biết, tu viện Minh Đạo bắt đầu tiếp nhận nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt từ năm 2000. Theo sự đánh giá của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trẻ em tại tu viện Minh Đạo được chăm sóc tốt về dinh dưỡng. 100% trẻ được tạo điều kiện đến trường học văn hóa theo quy định. Khi ốm đau, trẻ được đưa đi khám điều trị đầy đủ. Các em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí và phát triển theo đúng độ tuổi của các em. Trong những năm qua, mặc dù Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội cùng các sở ban ngành và địa phương hết sức quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn thực hiện các thủ tục thành lập trung tâm, nhưng tu viện Minh Đạo vẫn chưa làm thủ tục cấp phép theo quy định. Bà Nguyễn Vân Anh cho biết, để giải quyết vấn đề này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện. Theo bà Vân Anh, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho 14 trẻ em tại tu viện Minh Đạo. Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Trẻ em tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những cơ sở bảo trợ xã hội đạt tiêu chuẩn, đủ điều kiện để tiếp nhận, nuôi dưỡng 14 trẻ em trên. Do vậy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ tiếp tục hướng dẫn ông Võ Tiến Dũng thực hiện thủ tục thành lập cơ sở trợ giúp xã hội. Sau khi ông Dũng hoàn thành các thủ tục được cấp phép, đủ điều kiện hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định, ông có thể đón các em về chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở. Nếu ông Dũng có nhu cầu tiếp tục được nuôi dưỡng trẻ, trẻ em và gia đình các cháu, nếu có, tiếp tục có nguyện vọng được ông nuôi dưỡng, chăm sóc, bà Vân Anh cho biết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi mỗi ngày.